Cái cuối tuần vừa rồi thì quý vị cũng thấy ở nhà đó, mình coi liên tục là vì cái breaking news là cái vụ mà bắn giết tại Texas, quý vị cũng biết đó, tức là lúc đầu thì nói 5 người nhưng mà bây giờ đã cập nhật là hình như 7 người phải không? Dạ, cập nhật là đó. mới đây nhất là 7 người đã tử nạn rồi thưa quý vị. Và 21 người bị thương sau khi một người đàn ông đã cướp một chiếc xe chở thư, tức là mới đầu ông đi xe riêng ông, nhưng mà sau ông vứt cái xe qua bên cạnh, ông lại hijack một cái xe bưu điện và chạy từ Midland cho tới vùng Odessa của Texas. Ông bắn loạn xạ vào những người đi đường vào hôm thứ Bảy vừa rồi, thưa quý vị, là 31 tháng 8 đó. Và tay súng này sau đó thì cảnh sát cũng phản ứng nhanh và giết chết được hắn ta. Thì cái đó cũng tốt thôi, là vì nhiều khi nếu mà để tiếp tục nó còn những cái tai họa nữa. Thành ra là cái này họ cũng có tỏ ý là khen ngợi các cảnh sát phản ứng tương đối nhanh, cho nên là cái số người chết nó không nhiều, tại vì tay này đã cố tình bắn là càng nhiều càng tốt mà, thành ra là bắn rất là loạn xạ. Video cho thấy là một người dân quay được thì bằng điện thoại đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự việc hiện bây giờ thì cũng chưa biết rõ lắm, nhưng mà cái tin mới nhất thì cho biết là cái ông này là một đi làm và mới bị lay off, mới bị đuổi đó. Thưa quý vị, bị fire thì đúng hơn, bị đuổi. Mà ông này là da trắng đúng không anh? Da trắng luôn. Vâng. Thì gần đây đó, đúng nhân cái đó, nói cái đó thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là không hiểu sao do một cái tình cờ hay gì mà gần đây những vụ nổ súng đa số do người da trắng. Tại vì nó càng làm cho một chút cái ý nghĩ là trước đây họ nghĩ là có cái sự mà vẫn có cái sự kỳ thị, mặc dù là trên lý thuyết là chúng ta đã chấm dứt lâu rồi, nhưng mà không tránh được là giữa cái da trắng và những người da đen. Thành ra cái vụ này lại do một người da trắng nữa, và trong đó rất có một vài nhân viên mà gọi chung là law enforcement đó, có nghĩa là không hẳn là cảnh sát, có thể là nhân viên an ninh thực thi pháp luật đó. Thực thi pháp luật thôi, thì có 3 người trong số những người chết đó là những nhân viên an ninh. Đó thì thưa quý vị, là cái vụ việc này nó cũng vừa diễn ra trong cái dịp cuối tuần và chỉ có một vài ngày trước cái lễ mà lao động ngày hôm nay là Labor Day. Và cũng chỉ chưa đầy một tuần mà sau khi một cái vụ nổ súng của một cái tên mà đã sát hại mà 22 mạng người tại một thương xá Walmart. Thì thưa quý vị, là cái vụ việc này đó, thì cái tin cập nhật chúng tôi cập nhật cách trước khi mà anh Ngọc Trọng và Linh Nga bước vô cái bản tin với quý vị ngày hôm nay 12 phút thì chúng tôi nhận được bản tin là cập nhật là số người tử nạn là đã lên 7 người, tức là hai cái người mới thiệt mạng thì có thể đã trong cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng người ta đã không qua khỏi vì những cái vết thương quá nặng. Nhìn lại thưa quý vị, là có vẻ như là cái thời mà Tổng thống Obama lên đó, thì cái nhóm mà gọi là người mà gốc Phi Châu đó, có nghĩa là chúng ta hay gọi là người da đen hay là người gốc Africa đó, thì họ cảm thấy như là hình như là họ thời của họ đã đến, thành ra họ có vẻ hơi tự kiêu và đã xảy ra nhiều vụ, và do đó mà nó có một cái hố sâu giữa cái chủng tộc, mặc dù là về lý thuyết thì mình nói là đã chấm dứt lâu rồi, nhưng mà rõ ràng là trên thực tế thì nó không phải là dễ như vậy. Cho nên gần đây mới có cái phong trào mà những người da đen đã bị cảnh sát bắn trong lúc Lives Matter. Đó thì có phong trào Black Lives Matter đó, thì về sau thì những người da trắng, khi mà ông Trump lên thì có vẻ như là cái nhóm da trắng lại cảm thấy mình lên hương và thời của mình đã đến, cho nên mới đưa ra cái chủ trương là người thượng tôn đó, người da trắng thượng tôn, da trắng thượng đẳng. Thành ra cũng xảy ra nhiều vụ cảnh sát không hiểu do cố tình hay là vô ý lại bắn những người can phạm da đen, thành ra nó làm đào sâu cái hố sâu là họ nghĩ như vậy, nên họ mới cái phát động cái phong trào gọi là Black Lives Matter. Nhưng mà thực ra thì những người da trắng đã nói là bây giờ chúng ta phải là all life chứ không cần phải là da đen, tất cả mạng sống của mọi người đều phải là quan trọng. Thì thực sự thưa quý vị, là đây là một cái cuộc chiến nói chung là cuộc chiến chủng tộc. Nó đã diễn ra trên nước Mỹ đã nhiều thập kỷ rồi, chứ đúng không phải rồi bây giờ, và từ có lẽ là từ những giây phút khởi đầu. Nếu như nói như là cái thời của cựu Tổng thống Obama, ông lên được thì ông cũng đã là tại nhiệm trong 8 năm. Và trong 8 năm đó thì thực chất thì Tổng thống Obama cũng đã mở ra rất nhiều những cánh cửa và những cơ hội cho những người da màu để họ có cái cơ hội để mà phát triển và vươn lên. Nhưng cũng chính vì cái điều đó mà nó cũng khiến cho nhiều cái người chủng tộc mà người thuộc về phe da trắng, mà nhất là những người mà theo cái tổ chức gọi là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đó. Đúng rồi. Supremacist. Đúng rồi. Thì họ cho rằng là họ cảm thấy điều đó bất công cho người da trắng, và họ, bởi vì nếu mà nói về cái nguồn gốc của cái supremacist thưa quý vị, thì những cái người mà chủ nghĩa
thượng đẳng da trắng đó, họ có một cái nỗi lo ngại, luôn luôn lo ngại, đó là cái sự mà diệt vong của người da trắng. Bởi vì quý vị cũng biết rằng hiện nay người da trắng họ cũng có những cái vấn đề của họ, chẳng hạn như vấn đề là cái số lượng của người da trắng đang ngày một suy giảm. Đúng rồi. Nó có nhiều nguyên nhân khiến cho những cái người trong cái chủ nghĩa supremacist nó bị suy giảm, người da trắng nói chung suy giảm. Đặc biệt là người da trắng mà nguyên bản đó, ở khu vực North đó, thì người ta suy giảm rất là mạnh mẽ. Nói cả về vấn đề là sinh học nữa. Đúng rồi. Là người đàn ông da trắng nghiên cứu về khoa học đó, người ta mất đi khả năng sinh sản. Và phụ nữ da trắng cũng mất đi khả năng sinh sản vì một cái nguyên do nào đó. Cộng với nhiều vấn đề khác thì chính vì vậy nên là cái chủ nghĩa mà tôn thờ cái người da trắng thượng đẳng nó ra đời vì nhiều cái lý do. Và Tổng thống Donald Trump thì cái tin gọi là tin này, tin đồn thất thiệt, không phải là chính thức, nhưng mà cho rằng là ông là một cái member, một cái thành viên của cái nhóm này. Mặc dù Tổng thống Trump đã nhiều lần từ chối, nói là chúng tôi không dính dáng không tới những cái tổ chức đó, nhưng mà đây là tin mật thưa quý vị. Người ta cứ nghĩ là đúng, ta nghĩ cho nên là chính vì thế cái nhóm mà cực đoan đó, tạm gọi là nhóm extreme đó, thưa quý vị, cực đoan da trắng đó, họ có cảm tưởng như là cái thời mình đã đến, cho nên họ hơi lộng hành, phải nói thẳng thì là vậy. Linh Nga nghĩ là anh thưa anh là khi mà Tổng thống Obama lên, ông tại nhiệm 8 năm thì 8 năm đó là cái lên ngôi của người da màu trên nước Mỹ và trên toàn cầu. Và cũng chính 8 cái năm này cho nên là sau đó quý vị thấy rằng là sau trong cái thời kỳ cuối của 8 năm của Tổng thống Obama có rất là nhiều những cái vụ, nó nhỏ lẻ thôi nhưng đã bắt đầu có cái sự mà thấy là trỗi dậy và bất mãn của người da trắng. Đó là nhiều cảnh sát da trắng họ cứ bắt được người da màu mà cho dù không có lý do gì cả, hay là chỉ bắt trong lúc bắt mà cãi thôi, là bóp cổ cho chết hoặc là bắn chết ngay tại trận. Thì sau đó những cái vụ việc mà cảnh sát da trắng bắn người da màu ấy, nó bắt đầu diễn ra nhiều hơn, thì những người da màu họ cũng nổi điên lên. Họ hình thành cái phong trào mà biểu tình rầm rộ khắp toàn quốc có tên gọi là Black Lives Matter. Thì cái phong trào này rất rầm rộ một thời gian, đòi hỏi những cái tòa phải xử tội để mà kết tội những cái người cảnh sát da trắng thật nặng, để mà thỏa mãn cái sự mà giận dữ của người da màu. Thì lúc đó phía những người da trắng họ cũng nổi dậy và một số người họ cũng ra mặt. Họ đề ra một cái phong trào mới có tên gọi là All Lives Matter. Thì cái đó là họ muốn khẳng định lại là không riêng gì người da màu mà cái tánh mạng của tất cả đều quan trọng. Thì quý vị thấy là hai phe đánh nhau cho đến khi mà Tổng thống Trump lên và đến thời điểm này. Thì gần đây là hàng loạt những vụ nổ súng diễn ra, hầu hết là những người da trắng. Thì nhân đó chúng tôi cũng nhớ lại là những quý vị nào ở đây lâu rồi đó thì mới nhớ, còn những vị qua sau thì chắc không để ý. Tức là cái vụ mà Rodney King, quý vị biết là khoảng năm thập niên 90 đó, ở Los Angeles rất là ồn ào. Tức là một người da đen bị cảnh sát da trắng, sau cái hỏi gì mình không biết, nhưng mà họ quay thì cái video để đánh đập người đó, 4-5 cảnh sát đánh mà rõ ràng lắm. Thành ra là bắt đầu gây nên cái xáo trộn. Và cái người cảnh sát đó lại chỉ bị, những người cảnh sát da trắng lại bị phạt nhẹ lắm, coi như là chỉ có án treo đại khái vài ngày hay gì đó, hay là 1-2-3 tuần mà không lương, thí dụ vậy. Thành ra là càng làm cho nhóm gốc da màu họ bực bội, và cho nên gây nên những cuộc biểu tình rất ồn ào những năm đó, quý vị cũng hiểu đó, ở vùng Los đó. Những tiệm bị đập phá, rồi nhất là lúc đó họ lại đụng chạm là với cái cộng đồng Đại Hàn ở đó. Thành ra người Việt Nam lúc đó cũng rất là ngại, không dám xuống vùng đó, là vì đối Mỹ thì họ nhìn Asian như nhau, có đúng biết ai là Chinese, ai là Korean, ai là Japanese. Thì lúc đó tất cả đều phải ngại và không dám xuống cái vùng đó. Và đã xảy ra những có vụ đánh, bị đánh oan nữa. Có những người họ tưởng là Đại Hàn là tụi đen, lúc đó nó cứ nhắm, nó nghĩ là Korean là nó đánh đó. Thì lúc đó nó có nhiều vấn đề lắm. Thì cái, như từ đó mình kéo đến cái vụ này, là cho nên bây giờ nó vẫn giữa cái da trắng và da đen ngấm ngầm, nó vẫn có một cái ngăn cách. Và cũng có một số người mình hiểu là họ lợi dụng nữa, lợi dụng là đó, nhân cái phong trào lên, họ ghét người da đen vì lý do gì đó, họ nhân cái đó họ lợi dụng. Thành ra là vì có những phong trào như vậy, nhưng mà mình cũng hy vọng là bây giờ nó bớt đi. Thực ra nó không bớt đi, anh thấy không, là gần đây thưa quý vị là thực ra tất cả những cái mà luật, dự luật người ta đưa ra, những cái bài viết người ta đưa ra, những cái phát ngôn người ta đưa ra, nó mang cái tính chất chỉ là cover up, nó chỉ là để che đậy thôi. Và thực chất nó cũng giống như là một lần Linh Nga cũng nói là như một cái tảng băng á anh. Theo cái lý thuyết của văn hào Ernest Hemingway thì ông nói rằng là cái tảng băng ấy bao giờ nó cũng có 2 phần nổi nhưng tới 8 phần chìm. Cái sự việc này nó không có gì khác biệt cả.
Bởi vì thực chất là cái vấn đề người ta nói tới hòa bình, nói tới là hàn gắn giữa tất cả các bên, nhưng mà thẳm sâu trong cái gốc, trong những cái đáy cùng của nó là những cái mâu thuẫn mà dường như không thể nào có thể là giải quyết được. Bởi vì cái vấn đề ở đây là quý vị thấy gần đây đó, là hàng loạt những vụ nổ súng mà quý vị thấy rằng là người da trắng mà họ đã nổ súng là họ nổ súng hàng loạt, họ thảm sát hàng loạt chứ họ không có bắn nhỏ lẻ một hai người. Và những cái trường hợp mà quý vị cũng thấy là hầu hết những cái tên cứ tuổi từ 20, 21, 22 và hôm qua là cái ông này là 30 tuổi. Là những người này họ đều có một cái tên trước đó nữa, Linh Nga nhớ là trước khi mà đi thảm sát á, còn đăng lên Facebook với lại đăng lên một cái bản tuyên ngôn trong đó thề nguyện rằng là anh ta làm cái việc đó là để mà chống lại cái sự xâm lược của người Mỹ Tây Cơ tại Hoa Kỳ. Đúng. Đó là chính là cái quan điểm của những cái người mà thuộc tổ chức da trắng thượng đẳng, thưa quý vị. Để tiếp lời Linh Nga thì đúng, đó là nãy Linh Nga có nói cái ý là cái người da trắng họ lo sợ mà đúng, cái thống kê rõ ràng chứ không phải họ chuyện nói chơi. Yes, sir. Một vài chục năm nữa đó, cái người da trắng trở thành thiểu số, cái người Latino hiện là người nay, Mỹ hiện và nay là họ bắt đầu đó, thành bắt thiểu, đầu số thiểu số rồi. Và da đen sẽ tăng lên. Chính vì thế mà họ cũng lo ngại xa. Nhưng có một điều là đúng, người da trắng có nhiều cái lý do mà nãy đến ngày cũng nói là có một lý do nữa là họ không chịu sinh sản nhiều. Không, những cặp vợ chồng họ khi bị, họ để bị, với một... lại họ bị problem. Là các nhà khoa học họ nghiên cứu, thưa quý vị, là Linh Nga có đọc một cái bản tin thì các nhà khoa học họ nói rằng là rất đông số những cái người đàn ông da trắng mà người đàn ông da trắng mà gọi là original đó, là rất là nguyên bản đó, nguyên gốc á, nó mất đi cái khả năng, trong cái khả năng sinh sản của họ nó tự dưng đi, theo cái sự thay đổi sinh học của nature, của thời gian thì cái khả năng sinh sản của người đàn ông da trắng bây giờ nó giảm đi tới hơn 50%. Cái khả năng của họ bây giờ là nói trên nhìn trên diện rộng là các nhà khoa học họ phân tích, họ thấy rằng là không thể sinh sản được như là vài thế kỷ về trước nữa. Và ngay cả Linh Nga thấy không, đa số là một cái tiêu chuẩn một gia đình họ cũng chỉ có một hai đứa con, là thời sau này đâu có ai dám mà họ, người họ xưa không ba má sanh mình được nữa. Họ không sanh được nữa, không sanh được. Họ không sanh không được sanh nữa được hay là bởi họ vì cũng... họ là cái chất lượng sinh sản của họ, mình nói đúng là cái chất lượng sinh sản đặc biệt là của những người đàn ông da trắng nói chung trên toàn cầu hiện nay bị suy giảm tới hơn tới gần 60%, thưa quý vị, là họ cái khả năng sinh sản của họ trở nên rất là yếu. Mà cái đó người ta nói rằng đó là vấn đề nó diễn biến rất là tự nhiên của sinh học, của một cái gì đó hoàn toàn là tự nhiên mà không thể thay đổi được. Đó là một trong những cái vấn đề mà nó cũng dẫn tới cái việc rằng là người da trắng hiện nay họ đứng trước nhiều cái bờ vực mà họ cảm thấy lo ngại trước cái bờ vực của cái sự mà đi tới là thiểu số và thậm chí là bị tuyệt vong. Đúng rồi, bị những cái sắc tộc khác sẽ lấn chiếm thì họ lo cái đó. Thì trở lại cái vấn đề Black Lives Matter đó, thì thưa quý vị là cũng may là dân tộc Việt Nam mình đa số hiền hòa, cho nên không phải lo cái Vietnamese Lives Matter. Không chào đâu thưa quý vị, không chào đâu, mình cô học chắc cũng không ai theo đâu Linh Nga. Linh Nga cũng đỡ là cái bản tính người Việt mình chịu đựng, đi làm chăm chỉ mà không có hay làm phiền. Cho nên có lẽ có sẽ cũng không có những cái đụng chạm mà như là ông này. Trường hợp này chúng ta cũng thấy đó, ông nói là vì ông bị đuổi khỏi cái job, ông bất mãn, đó dẫn đến cái việc ông nổ súng. Mặc dù là những người nổ súng có thể là vô tội, không dính dáng, nhưng mà lúc đó ông điên lên rồi. Thành ra đó, cho nên là nhiều khi cái đức tính hiền hòa đó Linh Nga, là mình cũng phải nói là của người Việt Nam mình cũng làm cái ưu điểm. Nhìn chung chúng ta thấy đa số là làm việc chăm chỉ và tránh đụng chạm, đúng không? Cái tánh người Việt mình chịu đựng lắm, nhưng mà đôi khi bên kia đôi khi thấy mình chịu đựng cũng hơi lớn chút, nhưng mà nhìn chung thì thấy là nó vẫn tốt hơn, cho nên là nó sẽ không xảy ra như vụ như này. Và trong này chúng tôi đọc được là Phó Tổng thống Mike Pence đó, ông đã vừa vụ này thì ông cũng lên tiếng mạnh lắm, ông nói là dứt khoát cái này phải làm việc giữa hai đảng lại như thế nào, chứ không thể nào để mà cứ tai họa giết người tàn bạo mà hàng loạt xảy ra nó khá thường. Ngày xưa chúng ta cũng có nhưng mà lâu lâu thôi. Quý vị thấy không, cái nhịp độ bây giờ nó thường quá. Tại nhiên nó trở thành một cái giống như một phong trào rồi. Chúng tôi nhưng đã đề Mike cập Pence, ông Mike Pence chỉ tuyên bố vậy thôi, chứ ông Mike Pence thường là cũng hiền quá, không làm được cái gì cả. Chỉ là đi bên cạnh Tổng thống Trump để cho đẹp đội hình thôi. Chứ còn Tổng thống Trump mới là người sẽ nói là yes or no. Đúng rồi, ông Mike Pence thì là một bóng mờ. Tuy nhiên theo thủ tục ông nhìn thì điển trai đó, nhưng mà trông rất là rất hiền hòa, neat and nice, nhưng mà ông chỉ đi bên cạnh Tổng thống để làm đẹp thôi. Ông có vẻ là một mục sư thì đúng hơn. Đúng rồi, tướng ông cái rất hiền hòa, và hiền hòa lắm, rất thương. Thì ông tuyên bố như vậy là ông nói kỳ này sẽ cố gắng
làm việc giữa hai đảng để mà đưa ra những cái luật khó khăn hơn, chứ không thể nào để cho họ xài sử dụng súng một cách bừa bãi. Đó là ông chỉ có tuyên bố vậy để mà gọi là làm đẹp lòng dân đó anh, chứ còn thực sự đó thưa quý vị, bây giờ nó vẫn là chỉ là cái vấn đề là luật kiểm soát súng hiện nay mà ông Pence, ông Mike Pence, và là gọi nói mình nói thẳng ấy, là cái bóng của Tổng thống Trump. Bóng mờ. Mà Tổng thống Trump thì là cái người ủng hộ cái việc mà được sử dụng súng, cho nên cái việc mà ông Pence nói như vậy nó không có hợp lý. Đúng rồi. Vâng. Coi như ông chỉ tuyên bố chỗ ngoài thôi. Với lại để cho người dân thấy là có bóng dáng của các cái giới trách bước vô rồi thì người dân yên tâm, nhưng trên thực tế thì Liên Nga nghĩ nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Khó ghê, đúng. Yeah. Cái đó giữa cái hồi súng nó vẫn mạnh lắm, lobby rất là mạnh, cái việc đúng rồi. Ủng hộ thì khó lắm, rất vì khó đủ giải thứ quyết. Hết. Yeah.